Xin chào toàn thể quý khách hàng. Như anh chị đang thấy là bên em đang cậu một cái cậu. Đấy, cậu từ một chiếc xe van nhá cậu. Đó. Để đặt lên chiếc xe này. Hai chiếc này là em đang trong quá trình sản xuất. Con này là cậu 250 unit. Lục giác, cậu lục giác nhá. Con này là cậu lật 2 tấn 2. Bên em có nhận đóng xe ba bánh gắn cậu, xe ba bánh máy dầu, xe ba bánh cầu số ô tô, xe bấm nâng thử lực. Đó. Máy dầu 4 máy này. Rất là mịn màng nhá. Cần số 5 một lùi. Hộp số Hyundai 1 tấn 25. Đây là em đang trong quá trình lắp ráp và test cẩu luôn. Đó. Khung sườn thì rất là gia cố, rất là chắc chắn, dài 2 cm. Bên em có ví dụ như là anh chị nào mà yêu thích xài lái càng đó đều cũng có nhé, mà lái vô lăng cũng có, rất là nhẹ nhàng. Đó. Cột đằng trước là cột gò gà, cột độ 5 định 1/3 tư. Bên em có độ bằng thắt nhất này, nay là bằng thắt nha. Đấy. Toàn bộ đều lốc kê bằng 2 con ốc hết, bằng thắt rất là dày. Cổ bi 120. Vai thì sử dụng vai đôi, dày 3 ly. Con này là 3 máy đấy. Đó. Nghe máy rất là êm nhá. Đây là bộ điều khiển cầu, bộ điều khiển chân thủy lực rồi. Ben lên hay là mình điều khiển chân rồi thì mình điều khiển bằng cái bộ chia này nhá. Thắng cầu. Con này là 3 máy. Là cẩu Unix 250. Thì anh chị nào mà cần mua xe ba bánh máy dầu, xe cầu số ô tô, xe gắn cẩu thì hãy liên hệ trực tiếp theo hotline là 0845 134 134 hoặc là 0847 94 447, thì em sẽ có nhân viên hỗ trợ và tư vấn cho mình để mua được những mẫu xe dòng máy dầu nó phù hợp với lại công việc của mình á. Thì cẩu cây cảnh hay là cẩu gỗ hay là cẩu những cái mặt hàng nặng mà mình, thì mình hãy liên hệ với cơ sở em để được tư vấn để mua một mẫu xe ok nhá. Đây là hai chân thủy lực trước này, xoay tròn này đấy. Rất là vip luôn. Đó. Xoay rất là ok nha, rất là mượt nha, không có bị vấn đề gì luôn. Đấy. Tại vì cẩu với cả máy dầu nhà em là nhập từ bãi, công nó vừa về thì bên em sẽ ra em kiểm tra rồi em lựa những cái chiếc cẩu hoặc là máy nào mà nó ngon nhất, nó mới nhất và nó ok nhất thì bên em mới nhập về để mà làm cho anh chị. Và những cái dòng cẩu với lại máy dầu thì nó chưa qua sử dụng tại Việt Nam nhé. Đó, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Đây là bảng điều khiển của cậu này. Bình ắc quy thì xài bình lớn, bình 50 A, có độ cóp mát nhé. Đây là hai chân thủy lực trước. Đó, hai chân thủy lực trước. Khung sườn thì kiên cố rất là ok nhé. Nhíp thì sử dụng là nhíp ABM, dài 1m1, nhíp của ô tô và đóng ắc nhíp mơ mỡ này. Và xe này bánh đôi á, mà em chưa lắp bánh vào nha. Cầu thì sử dụng cầu Trường Hải 1 tấn 4 hoặc là 1 tấn 9 nhé. 2 ti ben này đấy. Còn về cái thùng của nó thì em làm là 1m6, dài 2m2 và có nhấn đai su nhá, đầy đủ hết. Đó, thì anh chị nào mà đang có nhu cầu để mình mua được một chiếc xe chở cho mình, chở hàng cho mình từ 3 tấn đến 5 tấn, hoặc là cẩu cây cảnh hoặc là cẩu gỗ, thì
hãy trực tiếp liên hệ tới cơ sở em theo hotline 0845 134 134 hoặc là 0847 94 47. Hai số này thì em đều có xài Zalo hết nha. Đó, hai số này thì em có xài Zalo hết nên là anh chị nào mà đang có nhu cầu thì hãy nhấc máy ngay và alo cho em. Đó. Cầu thì em giao ở các tỉnh nhé. Cầu thì em có xài cả hai chân thủy lực sau nữa. Đó, mà khi nào mà lên thuyền xong các thứ thì em sẽ gắn vào nha. Đây là cục số mạnh. Đó, đi kèm là số nhanh chậm của máy dầu. Đấy. Hộp số Hyundai 1 tấn 25. Máy rất là mới nha. Kết nước nè. Đó, thì anh chị nào mà cần mua xe ba bánh từ máy xăng đến máy dầu thì hãy trực tiếp liên hệ tới cơ sở em nha, để mình được tư vấn và mua được mẫu xe ưng ý cũng như là phù hợp với lại mặt hàng của mình. Thì em xin kết thúc video tại đây. Chúc cho anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và may mắn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.